kinh bạch với chư vị. Mỗi vị Phật trước khi làm Phật đều có phát ra một đại thể. Riêng cái đại thể đại nguyện của Đức A-di-đà vĩ đại quá, đến nỗi trên từ đấng giác Bồ-Tát, dưới đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vẫn một đời có thể vãng sanh thành đạo. Tam căn phổ bị phàm thánh đều bình đẳng được đại nguyện của Đức A-di-đà thâu nhiếp đưa về Tây Phương thành đạo. Đây là một đại nguyện cứu tất cả chúng sanh. Còn có những đại nguyện mà chỉ cứu từng phần, mà thường thường là bỏ rơi mất hàng phàm phu. Chính vì đại nguyện của Đức A-di-đà quá vĩ đại và hoàn chỉnh nên được ba đời mười phương tất cả chư Phật đồng hộ niệm là như vậy. Cho nên mong chư vị mới thấy tại sao chư Phật mười phương đồng hộ niệm, đồng yểm trợ cho A-di-đà Phật cứu độ chúng sanh. Chỉ vì tất cả các ngài đều muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát, đều được thành đạo. Chính đại nguyện của Đức A-di-đà làm được việc này. Cho nên chúng ta là người may mắn gặp được đại nguyện này, mau mau trở về Tây Phương thành tựu đạo quả nhé chư vị. A-di-đà Phật.